đường Liên đoàn bóng đá Hồ Chí Minh. Có được chi là chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Ngô Thế Bằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Duy Thịnh, chánh văn phòng Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn học viên thân mến. Như vậy là thời gian nó trôi qua cũng rất là nhanh, đã 7 ngày qua rồi và cái lớp huấn luyện viên bóng đá cộng đồng năm 2023 chúng ta hôm nay gặp đây để làm cái bế mạc cái lớp học. Có thể nói trong một tuần lễ vừa qua tất cả chúng ta đã hết sức là hăng say, hết sức là miệt mài với những cái công việc của chúng ta. Thông qua 7 ngày như thế thì chúng ta đã được chia sẻ cùng nhau trao đổi những cái vấn đề có liên quan đến cộng đồng bằng các cái bài giảng lý thuyết, bằng các cái giờ học thảo luận, những giờ thực hành trên lớp. Chúng ta hiểu được bóng đá cộng đồng là gì, những cái giá trị của bóng đá cộng đồng nó đem lại. Chúng ta cũng thấy được cái vai trò của người huấn luyện viên bóng đá cộng đồng. Nó có cái giá trị, nó có ý nghĩa quyết định đến cái sự thành công của một câu lạc bộ hoặc cả cái chương trình bóng đá cộng đồng của chúng ta. Và thông qua những cái giờ thực hành thì chúng ta cũng biết được những cái chủ đề cần phải giảng dạy cho các con trong quá trình mà chúng ta hướng dẫn các con tập luyện bóng đá cộng đồng. Và những cái giờ học lý thuyết chúng ta cùng nhau trao đổi về các cái nguyên tắc, những cái phương pháp, rồi cái chương trình, những cái nội dung mà chúng ta sẽ phải về kỹ chiến thuật chúng ta sẽ phải trang bị cho các em học viên là sao. Và đặc biệt là chúng ta nắm được những cái nguyên tắc để mà chúng ta một cái buổi, cái quá trình chuẩn bị một cái buổi lên lớp bóng đá cộng đồng chúng ta như thế nào, rồi các trong quá trình thực hiện chúng ta phải thực hiện những cái nguyên tắc gì. Trong đó đặc biệt lưu ý đến chúng ta là cái phương pháp trò chơi và cái nguyên tắc tất cả cùng tham gia, các em học mà chơi, chơi mà học. Thì rõ ràng mà hôm nay thì chúng ta cũng có một cái buổi kiểm tra về mặt lý thuyết để chúng ta ôn lại những cái kiến thức mà trong một tuần lễ. Cái tinh thần học hỏi và cái sự cầu tiến của các bạn có thể nói đây là cái lớp học mà gần như là không có bóng nào, buổi học nào nó cũng có trễ 5-10 phút thì có, nhưng mà gần như là cái buổi học nào thì chúng ta cũng có đầy đủ 25 học viên. Cái điều này nó thể hiện là cái quyết tâm của các bạn, cái sự nỗ lực của các bạn. Một lần nữa thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, cho ban tổ chức giải xin chân thành cảm ơn các bạn. Và tôi cũng rất là mong mỏi rằng với những cái kiến thức mà các bạn đã được chia sẻ trong tuần lễ vừa qua, nó cũng chỉ là những cái bước khởi đầu cho cái hành trình chúng ta góp phần vào việc phát triển bóng đá cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong tôi cũng mong rằng là sau cái buổi họp này thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có cái hình thành cái nhóm Zalo rồi, thì chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về bóng đá cộng đồng. Chúng ta hy vọng rằng là cái sự nỗ lực của tất cả chúng ta đây thì cái phong trào bóng đá cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ ngày càng phát triển. Một lần nữa xin thay mặt cho lớp học xin cảm ơn, chân thành cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn các bạn đã giúp cho lớp học chúng ta thành công. Xin cảm ơn. Anh các bạn và gia đình một cái kỳ nghỉ lễ thật là an toàn và thật là vui ạ. Riêng bản thân em cũng như các bạn, một cái điều cảm nhận được đó là rất là phấn khích, rất là hạnh phúc khi nhận được những kiến thức, những điều mới mẻ từ trực tiếp từ thầy và những cái kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy được trao đổi tất cả các quý ở đây. Thì em sau khóa học này thì em nghĩ là tất cả chúng ta các học viên ở đây sẽ có cái gì đó đóng góp không nhiều vào một cái
mặt bằng chung của bóng đá công cộng Hồ Chí Minh nói riêng và bóng đá cả nước nói chung. Một lần nữa em đại diện các bạn học viên xin gửi lời chào đến liên đoàn của mình và lời chào đến các bạn học viên. Chị Tiên xin chào các thầy và liên đoàn bóng đá Hồ Chí Minh. Chị Tiên xin cảm ơn các thầy và ban tổ chức đã tạo ra một khóa học để cho tất cả mọi người các anh em ở đây được trải nghiệm, được lắng nghe, được kết nối và được học tất cả về lý thuyết và thực hành. Và sau đó thì các em học hỏi được và sẽ chia sẻ lại cho tất cả những học viên của câu lạc bộ của mọi người. Và sau đó sẽ sau khóa học này mong rằng tất cả mọi người kết nối với nhau để sau này không chỉ là học hỏi nhau mà sẽ tạo cho các bạn học viên của mình có nhiều sân chơi hơn. Cảm ơn. Người thân mến, có thể nếu mà nói về các khóa học thì đó là một trong những cái đề tài mà tôi thích nhất. Có thể nói năm nay thì chắc các bạn biết tôi rất là nhiều tuổi rồi, về hưu lâu rồi nhưng bây giờ cũng đóng góp một số tham gia được nhiều số công việc của AFC, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Thì một trong những cái hướng mà tôi yêu thích và tôi bỏ nhiều công sức chính là việc đào tạo các huấn luyện viên. Thế thì tôi vẫn đánh giá cao tất cả những bạn có thể nói rất yêu mến, đánh giá cao tất cả các bạn học viên đến học. Đây có học viên đã từng học những cái lớp của chúng tôi. Từ đấy nghe các bạn, nghe anh Sương phát biểu, nghe các bạn phát biểu thấy là lớp học chúng ta đã thành công. Sau 7 ngày thấy các bạn gầy đi, vờ vạc lên. 7 ngày trôi rất là nhanh. Thấy rằng là đấy nỗ lực của chúng ta và tất cả những nỗ lực đó sẽ được đánh giá. Tôi hiện nay đang làm một cái công việc cho Thái Sơn Nam là đi tuyển chọn các cầu thủ. Nếu mà 15 năm trước so với bây giờ, cho năm bây giờ đi tuyển chọn là một sự khác biệt rất là lớn ở việc phát hiện các tài năng trẻ. Những năm trước tôi đi là mỗi một cái tỉnh chọn được một hai bạn khó khăn, còn bây giờ đi các tỉnh, đi về các trung tâm thì nhiều lắm. Ví dụ như Thái Sơn Nam đến ngày 28 tháng 5 tuyển chọn 1.500 người đăng ký, chỉ để bổ sung cho có 5 cầu thủ đến 10 cầu thủ thôi. Một con số có thể là không thể tưởng tượng nổi. Mà chúng tôi, những người đi tuyển chọn thì công việc cho chúng tôi là dễ dàng lên rất nhiều, chỉ vì là chất lượng của các em, những đầu vào đó, những người đến để xin vào tuyển cho Thái Sơn Nam là cao hơn hẳn. Đấy là công sức của chúng ta, đấy là công sức của người thầy, của những bạn học mà về áp dụng. Chúng ta huấn luyện ban đầu phát hiện và huấn luyện ban đầu tốt hơn nhiều so với 10 năm trước đây. Thế cho nên là công việc của chúng tôi dễ dàng đi. Chính điều đó là phải cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn học viên, huấn luyện viên trong tương lai và chính những huấn luyện viên đương làm việc. Việc thứ hai tôi thấy các bạn nhắc đến rất là nhiều, đó là kết nối. Một trong những nhiệm vụ lớp học này, một trong những mục tiêu đặt ra đó chính là kết nối các bạn. Các bạn phải làm việc với nhau, các bạn phải trao đổi. Tôi cũng biết mình tham gia vào những lớp đó, tất cả những lớp tôi đã giảng dạy thì các bạn đều đến bây giờ các bạn vẫn cứ hỏi là thầy ơi cái vấn đề này giải quyết như thế nào, vân vân rất là nhiều, và tôi luôn sẵn lòng trả lời. Viết giải bao nhiêu tôi cũng viết, hoặc có tài liệu gì cần chia sẻ. Cho nên các bạn không ngần ngại, việc mà tôi nghĩ là các bạn cần phải làm ngay bây giờ sau khi kết thúc khóa học chính là phải nhận một cái công việc gì đó để làm. Nếu các bạn chỉ học xong rồi về để đấy thì đảm bảo là mình cũng kỷ niệm được những điều mà thầy Sương đã nói, thầy Văn Hưng đã nói, nó có đúng hay là không. Nếu các bạn đang làm thế, em đang làm chỗ anh Hoài Nam đúng không? Nhiều bạn ở đây là tôi biết là đương làm ở bóng đá cộng đồng, có thể một các điều kiện ở đấy họ chưa được những cái gì đó đáp ứng được với mình, nhưng các bạn hãy nhận công việc, hãy tự mở ra các trung tâm cho mình, tham gia vào các trung tâm để các bạn phải làm
nếu các bạn không làm thì các kiến thức, những kỹ năng mà các bạn học được của thầy xưa sẽ mai một đảm bảo như vậy. Thế cho nên là tôi cũng không muốn nói nhiều hơn để làm mệt các bạn. 7 ngày trong cái tuần vừa qua tôi nghĩ rằng là các bạn đã tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Tôi rất là mong muốn những kiến thức của các bạn, những kỹ năng, những kiến thức mà các bạn đã học được ở lớp này sẽ được áp dụng ở cái nơi các bạn được phục vụ. Đấy, có thể là quận, huyện, trung tâm của cá nhân, bất cứ địa điểm nào các bạn đem những kiến thức này, những kỹ năng này áp dụng vào. Đấy là một phần đóng góp lớn của chúng ta cho cái sự phát triển bóng đá thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đấy, một lần nữa cảm ơn thầy Sương đã rất là tâm huyết, rất là tâm huyết. Chắc các bạn biết cái cuốn sách này là chúng tôi, trong đó tôi và thầy Sương và đóng góp rất là nhiều cho tôi. Xin bổ sung thêm một ý nữa là chúng tôi đương cần giảng viên, chúng tôi cần giảng viên có thể trong lớp này. Thầy Sương đã nhắc đến cái chuyện này rồi, tức là nếu mà bạn, các bạn nào có năng khiếu, tất nhiên mình phải có phẩm chất của giảng viên, thì từ những cái lớp này chúng tôi sẽ đảm bảo sẽ phát triển các lực lượng giảng viên. Tại hiện nay Việt Nam là rất ít, có một vài người, đáng nghĩa là lớp này chúng tôi là phải mời thầy Việt Nam từ Đà Nẵng vào. Thế nhưng mà vì số lý do phải được, chúng tôi cũng giảng viên, chúng tôi đều lớn tuổi hết rồi, rất là già rồi so với lại cái tuổi phục vụ trong thể dục thể thao. Cho nên là thêm một ý nữa là các bạn, nếu bạn nào mong muốn này thầy Sương phát hiện, chúng ta sẽ có những cái chương trình đào tạo giảng viên, các bạn sẽ trong tương lai trở thành giảng viên của chính bóng đá cộng đồng này, thì điều đó là chúng tôi sẽ rất là vui mừng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cảm ơn các bạn, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn các bạn cho sự nghiệp này. Một lần nữa chúc thầy Sương mạnh khỏe, chúc các bạn mạnh khỏe. Giờ như thầy Sương nói, những ngày lễ chúng ta về an toàn và quay trở về với công việc của mình. Cũng báo với bạn Thình thì các bạn thì trong quá trình học thì tôi cũng có ngắm nghía, đánh giá, quan sát. Và vừa rồi các bạn cũng làm bài kiểm tra xong, tôi cũng tranh thủ thư viết sơ thì cũng thông tin luôn, chọn một bạn mà coi như là có tinh thần thái độ học tập tích cực, và có những theo đánh giá tôi nghĩ rằng là qua cái lớp học này là bạn đó là sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn trong tương lai. Thì xin phép là được tặng cái bằng của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, mời Ngô Lê Mạnh ha. Xin mời bạn Mai Nguyễn Trung Cẩm ạ. Xin em nha. Một rồi, chào các bạn.